Trước tiên thì hôm nay thì chúng tôi cũng rất là vui đang lần đầu tiên là làm việc chính thức với báo Nghệ An. Thế thì ở đây thì chúng tôi xin nhắc lại thôi, vì là cũng nói nhiều lần rồi, nhưng mà có lẽ là tinh thần chung là thế này. Các đồng chí chú ý mấy vấn đề chính. Một ấy, là chúng ta là cơ quan ngôn luận của Đảng. Cái này không bao giờ quên. Tôi là cái người mà là tôi luôn luôn ý thức được tôi là cái cơ quan ngôn luận của Đảng, tôi là người của Đảng. Thì cái cách diễn đạt thế nào thì diễn đạt, cách phản ánh thế nào thì phản ánh, cuối cùng là tôi cũng đứng về lợi ích của Đảng, và cái đấy là quan trọng nhất. Thì theo tôi là cơ quan ngôn luận của Đảng mình nhớ mình là ai, người công cuộc ấy, thì tự khắc là mình sẽ có cái cách tác nghiệp, có cái cách đưa tin, có cái cách biên tập, có những cái là chiến lược để mình làm báo cho phù hợp cái tình hình. Cái thứ hai ấy, là đã làm báo thì đương nhiên phải có bạn đọc. Các đồng chí mà là cơ quan ngôn luận tốt nhưng mà không ai đọc thì như vậy là mình cũng chẳng tuyên truyền cho ai. Và rõ ràng thì ông chỉ thấy rằng là như cái tình hình hiện nay thì không phải là mình cứ nói là người ta phải nghe, mà rõ ràng là bây giờ là nói là một sức thuyết phục. Thế làm sao để một sức thuyết phục thì đấy thì nó cần đòi hỏi là một cái trình độ, một cái năng lực, một cái khả năng là làm báo của mình cho nó tốt. Thì tôi tin về những cái này thì các đồng chí cũng đều hiểu thấu, cũng đều thấm nhuần rất là sâu sắc, và công chí đều đang làm phấn đấu vì một cái sự nghiệp như thế. Bây giờ có thể là những cái công cụ mà tức là để theo dõi thông tin hiện đại mình chưa có. Thế tức là ví dụ như là cái chuyện mà để tức là thăm dò dư luận, đánh giá dư luận bằng điện tử một cách thường xuyên để người ta phản hồi cho mình ấy, thì những công cụ ấy có thể mình chưa nhiều, thì mình hoàn toàn là có thể dựa vào cái đội ngũ phóng viên của mình khắp nơi. Đúng không? Thì bên cạnh cái việc mà tức là viết bài ấy, thì mình cũng phải để cho cái đội ngũ phóng viên của mình rất là chân thực. Rất là chân thực là vì lợi ích của mình. Phải xem lại là cái phản hồi của các cái bài báo ra sao, của dư luận ra sao, của nhân dân người ta đón nhận như thế nào. Thì từ đấy mình điều chỉnh. Vì mình phải coi rằng là bạn đọc là những cái người đánh giá quan trọng nhất đối với mình.